Một số loài sâu bướm có cách tự vệ rất đáng ngạc nhiên. Chúng trông giống như ran. Đây là một mẹo rất khôn ngoan đe dọa những kẻ săn mồi. Những con sâu bướm này có thể nhỏ và mềm, nhưng lớp ngụy trang của chúng khiến chúng trông nguy hiểm. Hãy tưởng tượng một con chim chuẩn bị ăn một bữa sâu bướm ngon lành. Bỗng nhiên, con sâu bướm biến hình, trông giống như một con rắn sẵn sàng tấn công. Chắc chắn con chim sẽ phải suy nghĩ lại. Sự thích nghi đáng kinh ngạc này phổ biến hơn bạn nghĩ. Nhiều loài sâu bướm trên khắp thế giới đã tiến hóa cơ chế phòng thủ thông minh này. Nó cho thấy sức mạnh của chọn lọc tự nhiên và cuộc đấu tranh liên tục giữa kẻ săn mồi và con mồi. Làm thế nào những con sâu bướm này lại có thể diễn xuất thuyết phục như vậy? Tất cả là nhờ vào ngoại hình và hành vi của chúng. Một số loài sâu bướm có những dấu hiệu lớn giống như mặt trên cơ thể. Những con mắt này có thể rất giống thật với màu sắc tươi sáng và thậm chí cả đồng tử. Khi bị đe dọa, sâu bướm sẽ phong phấn thân trước lên. Điều này làm cho đôi mắt trông to hơn và đáng sợ hơn. Nhưng sự ngụy trang không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Một số loài sâu bướm thậm chí còn bắt chước cả chuyển động của rắn. Chúng có thể ngẩng đầu lên và rít lên như một con rắn sẵn sàng tấn công. Sự kết hợp giữa bắt chước hình ảnh và hành vi này rất hiệu quả trong việc ngăn chặn kẻ thù. Tại sao việc trông giống như một con rắn lại là một cơ chế phòng thủ tốt như vậy? Đó là một câu hỏi thú vị và câu trả lời nằm ở sự sợ hãi mà rắn gây ra cho nhiều loài động vật khác. Khi một con sâu bướm có thể bắt chước hình dáng của một con rắn, nó có thể tránh được nhiều mối đe dọa từ kẻ săn mồi. Câu trả lời rất đơn giản. Bản thân rắn là loài săn mồi đáng sợ. Rắn có thể tấn công và giết chết con mồi của chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này làm cho chúng trở thành một trong những loài động vật đáng sợ nhất trong tự nhiên. Nhiều loài động vật săn sâu bướm, như chim và thần lan, rất sợ rắn. Chúng đã học được qua nhiều thế hệ rằng việc đối đầu với một con rắn có thể dẫn đến cái chết. Vì vậy, khi chúng nhìn thấy một con sâu bướm có hình dạng giống rắn, chúng sẽ ngay lập tức lùi lại. Chúng biết rằng vết can của một con rắn độc có thể gây chết người. Vết can này không chỉ gây đau đớn mà còn có thể chứa nọc độc, làm tê liệt hoặc giết chết con mồi trong vài phút. Vì vậy, khi chúng nhìn thấy một con sâu bướm giống rắn, bản năng của chúng là lùi lại và tránh một cuộc chậm trán nguy hiểm tiềm tàng. Điều này giúp sâu bướm có thêm thời gian để trốn thoát và tìm nơi an toàn. Yếu tố sợ hãi này mang lại cho sâu bướm cơ hội sống sót cao hơn nhiều. Khi kẻ săn mới bị lừa bởi hình dáng của sâu bướm, chúng sẽ bỏ qua và tìm kiếm con mồi khác. Kẻ săn mồi không chắc chắn liệu nó đang đối mặt với một con sâu bướm vô hại hay một con rắn độc, thường sẽ chọn cách cẩn thận. Sự không chắc chắn này là một lợi thế lớn cho sâu bướm. Điều này cho sâu bướm thời gian để trốn thoát và sống sót, để gầm lá vào một ngày khác. Nhờ vào sự ngụy trang thông minh này, sâu bướm có thể tiếp tục phát triển và cuối cùng biến thành bướm, hoàn thành vòng đời của chúng. Phần bốn bậc thầy ngụy trang, ví dụ về sâu bướm bắt chước rắn. Trong thế giới tự nhiên, sự ngụy trang là một kỹ năng sống còn. Một số loài sâu bướm đã phát triển khả năng bắt chước rắn để tự bảo vệ mình khỏi kẻ thù. Những loài sâu bướm này không chỉ thay đổi màu sắc mà còn thay đổi hình dạng cơ thể để trông giống như những con rắn độc. Có rất nhiều loài sâu bướm khác nhau đã tiến hóa để bắt chước rắn. Những loài này đã phát triển các đặc điểm hình thái đặc biệt, chẳng hạn như các đốm mặt lớn và màu sắc sặc sỡ để làm cho chúng trông giống như những con rắn nguy hiểm. Điều này giúp chúng tránh được sự tấn công của các loài săn mồi. Một ví dụ hấp dẫn là sâu bướm Spicebush Swallowtail được tìm thấy ở Bắc Mỹ. Loài sâu bướm này có màu xanh lá cây tươi sáng và các đốm mặt lớn màu vàng trên ngực, khiến nó trông giống như một con rắn xanh. Loài sâu bướm này có đôi mắt màu vàng lớn trên ngực khiến nó trông giống như một con rắn xanh. Những đốm mặt này không chỉ là để trang trí, chúng thực sự giúp sâu bướm này tránh được sự tấn công của các loài săn mồi như chim và côn trùng lớn. Khi bị làm phiền, nó ngẩng đầu lên và rít lên, càng làm tăng thêm vẻ ngoài giống rắn của nó. Hành động này không chỉ làm cho sâu bướm trông đáng sợ hơn, mà còn khiến kẻ thù nghĩ rằng nó thực sự là một con rắn độc. Một bậc thầy ngụy trang khác là sâu bướm Elephant Hawk Moth được tìm thấy ở châu Âu và châu Á. Loài sâu bướm này có màu nâu và các đốm mặt lớn trên lưng, khiến nó trông giống như đầu của một con rắn. Loài sâu bướm này có hai con mắt lớn trên lưng khiến nó trông giống như đầu của một con rắn. Những đốm mặt này không chỉ là để trang trí, chúng thực sự giúp sâu bướm này tránh được sự tấn công của các loài săn mồi. Khi bị đe dọa, nó phồng người lên và giấu đầu thật của mình bên dưới, hoàn thành việc biến hình thành một con rắn giả rất thuyết phục. Hành động này không chỉ làm cho sâu bướm trông đáng sợ hơn,
mà còn khiến kẻ thù nghĩ rằng nó thực sự là một con rắn độc. Những ví dụ này cho thấy sự kỳ diệu của sự tiến hóa và khả năng thích nghi của các loài sinh vật trong tự nhiên. Phần 5: Cuộc chạy đua vũ trang tiến hóa, thích nghi và sinh tồn trong tự nhiên. Trong thế giới tự nhiên, sự thích nghi là chìa khóa để sinh tồn. Các loài động vật và thực vật đã phát triển những đặc điểm độc đáo để giúp chúng tồn tại và phát triển trong môi trường khắc nghiệt. Sự thích nghi đáng kinh ngạc của những con sâu bướm bắt chước rắn làm nổi bật sức mạnh của chọn lọc tự nhiên. Những con sâu bướm này có thể đánh lừa kẻ thù bằng cách giả dạng thành những con rắn độc, một chiến lược sinh tồn tuyệt vời. Qua hàng triệu năm, những con sâu bướm có những đặc điểm giúp chúng sống sót, có nhiều khả năng truyền lại những đặc điểm đó cho con cái của chúng. Điều này đảm bảo rằng các thế hệ tương lai cũng có khả năng sinh tồn cao. Quá trình này, được gọi là chọn lọc tự nhiên, đã dẫn đến sự tiến hóa của một số sự thích nghi thực sự đáng chú ý trong thế giới tự nhiên. Từ sâu bướm biến thành bướm, chúng ta thấy một hành trình kỳ diệu của sự biến đổi và thích nghi. Bắt chước chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều cách mà động vật đã tiến hóa để tồn tại trong môi trường của chúng. Nhiều loài động vật khác cũng sử dụng ngụy trang để hòa mình vào môi trường xung quanh, tránh khỏi sự săn mồi. Từ ngụy trang đến chất độc cho đến tốc độ đáng kinh ngạc, các loài động vật đã phát triển nhiều chiến lược khác nhau để sinh tồn. Một số loài sử dụng chất độc để tự vệ, trong khi những loài khác dựa vào tốc độ để thoát khỏi kẻ thù. Thế giới tự nhiên có rất nhiều ví dụ về những sự thích nghi đáng kinh ngạc đã cho phép sự sống phát triển mạnh trên trái đất. Từ rừng rậm nhiệt đới đến sa mạc khô cạn, mọi hệ sinh thái đều có những loài động vật và thực vật độc đáo với những đặc điểm thích nghi riêng biệt, tạo nên một bức tranh đa dạng và phong phú của sự sống. Phần 6: Vượt ra ngoài về bề ngoài, những mèo khác mà sâu bướm sử dụng để sinh tồn. Mặc dù bắt chước rắn là một cơ chế phòng thủ hiệu quả, sâu bướm còn có những mèo khác. Một số loài sâu bướm được bao phủ bởi gai hoặc lông sắc nhọn để ngăn chặn kẻ thù. Những loài khác tiết ra hóa chất có mùi hôi khi bị đe dọa. Một số loài sâu bướm thậm chí còn có màu sắc cảnh báo tươi sáng báo hiệu cho kẻ thù biết rằng chúng có độc. Những sự thích nghi này, kết hợp với khả năng bắt chước rắn, khiến sâu bướm trở thành sinh vật có khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên. Chúng là minh chứng cho sức mạnh của sự tiến hóa và cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng trong thế giới tự nhiên. Phần 7: Điều kỳ diệu của thiên nhiên, đánh giá cao sự khéo léo của sâu bướm. Lần tới khi bạn gặp một con sâu bướm, hãy dành một chút thời gian để đánh giá cao sự khéo léo của nó. Những sinh vật nhỏ bé này thường bị bỏ qua, đã tiến hóa một số cách thức sự đáng chú ý để tồn tại. Khả năng bắt chước rắn của chúng là minh chứng cho sức mạnh của chọn lọc tự nhiên và sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trên trái đất. Bằng cách nghiên cứu và đánh giá cao sự thích nghi của sâu bướm và các sinh vật khác, chúng ta hiểu sâu hơn về thế giới tự nhiên và sự liên kết của tất cả các sinh vật sống.